Rồi bữa nay Điền Gâu sẽ làm một cái clip tâm sự với các bạn. Có mấy bạn khi mà mua hàng của Điền Gâu xong, mấy bạn nhắn tin với tôi nói là sản phẩm bên anh Điền hay quá. Tôi mới trả lời đó là sản phẩm không hay đâu em, tại anh hay. Đầu tiên cái tin nhắn thì nghe có vẻ nó hay sốc đó, nghe thì có vẻ nó hơi nổ nổ làm sao. Không, tôi nói thiệt, tất cả các yếu tố về sản phẩm nó cũng quan trọng đó, nhưng cái quan trọng các bạn biết là gì không? Là con người. Ví dụ như ở đây có một cái bạn, bạn mua quy trình lúa của tôi và bạn nói như thế này: nói chung giờ công ty nào cũng ra quy trình hết, và cũng có cái hay, cũng có cái dở. Thuốc công ty nào em cũng xài hết rồi, và công ty nào cũng có ưu và có nhược cả. Như vậy thì câu chuyện tôi nói yếu tố không phải là sản phẩm. Từ công ty tập đoàn cho tới những công ty trách nhiệm hữu hạn nhỏ nhỏ, sản phẩm chỉ là một phần. Và yếu tố là con người, là định vị sản phẩm, là cách sử dụng sản phẩm, làm sao nó đạt được hiệu quả. Như vậy thì cái hướng đi của Điền Gâu nó khác gì so với những phần còn lại? Các bạn có thấy giữa muôn trùng một cái thế giới thuốc bảo vệ thực vật hiện nay, các công ty tập đoàn thì họ tập trung quảng bá, quảng cáo sản phẩm, làm sao để nhiều người biết tới sản phẩm đó. Cái uy tín, cái độ hùng hậu của nhân sự, cái độ hùng hậu, cái độ lớn mạnh, cái độ tài chính của công ty, họ làm sao để người dân đặt cái niềm tin vào đó và sử dụng những dòng sản phẩm bên họ. Rồi những công ty khác thì họ đẩy mạnh bán ra những cái bộ đôi, những cái giải pháp, những cặp này, những cặp kia, để chi? Để phù hợp trong tất cả những giai đoạn của cây trồng. Nhưng có một yếu tố chung và tôi vẫn thường nói với các bạn, đó là tay của chúng ta không thể nào che được bầu trời. Tập đoàn cũng không thể nào che nổi bầu trời. Những công ty ABDCF cũng không che nổi bầu trời. Và ngay cả Điền Gâu cũng không thể nào che nổi bầu trời. Mỗi người có một phần khúc khách hàng riêng. Đó là quy luật sống. Cái hướng đi của tôi thì nó hơi khác lạ và nó hơi không giống ai cả. Cái hướng đi của tôi đó là khi tôi bán cho bạn, thì tất nhiên các bạn có thể thấy là trong bộ sản phẩm của tôi nó khá là đa dạng hàng. Và tất cả những hàng tôi đều chọn lọc từ năm này qua năm nọ. Ở mỗi cái phân khúc hàng của tôi, cái phân khúc mà tôi định giá cái sản phẩm đó đó, thì một là nó phải bằng ở phân khúc giá so với người ta về chất lượng. Hai là nó phải hơn chất lượng người ta. Thì đó là những cái tư duy mà làm hàng của tôi. Ở cái phân khúc giá đó thì một là mày phải bằng người ta, và hai là mày phải hơn người ta. Thì đó là phân khúc định giá trong cái hàng của tôi. Cá lóc bạn bán 120 thì phải có giá xứng đáng của 120. Và bạn lá cá lóc sình 20 thì phải có giá của cá lóc sình 20. Đó là tư duy kinh doanh và là chiến lược để làm sao nó phù hợp nhất cho từng sản phẩm. Như vậy thì quay lại câu chuyện, đó là cái hướng đi của tôi. Cái hướng đi của tôi thì đầu tiên các bạn thấy là nhiều sản phẩm đó, tôi quảng cáo sản phẩm hay lắm đó, người ta mua hàng của tôi. Nhưng mà rõ ràng các bạn để ý là tại sao tôi không có bán cho TikTok. Bạn thấy lạ không? Ông này ông xây kênh TikTok mà không bán trên TikTok. Các bạn bao giờ đặt câu hỏi vậy chưa? Mà cái cây đang bị tiếng trùng thấy bà nội luôn, đem về phun combo xanh lè không tốt. Thì đâu phải là lỗi của combo xanh lè, lỗi là bộ rễ của nó không hút được dinh dưỡng mà. Như vậy thì câu chuyện mà lỡ như quảng cáo cái combo này mà các bạn đem về, các bạn nói cái cây vàng vàng, các bạn phun cho xanh lại mà không xanh thì các bạn đổi thừa cái hàng này của công ty nó không tốt. Thì có phải rõ ràng là cầm sản phẩm và khác, các bạn không biết sử dụng sản phẩm không? Rồi bây giờ cây đang bị tiếng trùng, các bạn phán đoán bị thắng thư, phun ở trên thuốc thắng thư không hết, thì có phải rõ ràng là các bạn đang đoán sai bệnh không? Nên rõ ràng là khi mà tôi bán cho các bạn, tôi thường kêu các bạn gửi hình ảnh, gửi video clip tôi bắt bệnh cùng với bạn. Tôi hỏi bạn lịch sử xài thuốc như thế nào, và tôi đưa ra cho bạn một giải pháp chung, một giải pháp hoàn hảo. Phải nói là tôi là một cái người bán gọng tất cả các mặt hàng của nhiều sản phẩm, của nhiều cây trồng luôn. Tại vì sao? Tại vì tôi hiểu được cái nguyên tắc chung của cây trồng, tụi nó gần như nó giống nhau. Các bạn bán nhiều như tôi, các bạn sẽ biết đó đều có những cái nguyên lý chung, và áp dụng sản phẩm gần như nó cũng có những cái nguyên lý chung như vậy. Cho nên là mình nói là cái hướng đi của tôi thì nó hơi khá là khác lạ ở Việt Nam. Nhưng tôi có thể cam kết với các bạn, ở Việt Nam rất khó copy theo mô hình này. Nhiều người cũng chú ý, cũng làm, cũng theo kiểu tôi đó chứ. Nhưng mà tôi hứa với các bạn, rất khó copy. Tại sao tôi không thể nói được? Không tin các bạn có thể copy và các bạn có thể làm. Các bạn sẽ thấy rất nhiều cái trục trặc trong đó. Nó phải đủ tất cả những yếu tố về thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Không phải quan trọng là ở sản phẩm. Sản phẩm tôi bao giờ cũng lọc, cũng chọn, cũng kỹ, cũng hàng xịn, cũng hàng tốt cho các bạn hết. Nhưng cái quan trọng nhất là tôi. Chính tôi là người quyết định đưa ra giải pháp cho các bạn. Đó là con người. Tôi nhắc lại, đó là con người chứ không phải sản phẩm. Cho nên cái cách khác lạ là không bán trên TikTok mà tôi bán bên Zalo 0773 888829. Sẽ có tôi và ekip của tôi hỗ trợ cho anh em.